Chào mừng các em trở lại với kênh YouTube Lê Minh Đức CSP. Lời đầu tiên, thầy chúc các em luôn bình an, sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống và trong học tập. Đây là kênh dạy học miễn phí, luôn hướng tới các giá trị của phương pháp dạy học hiện đại nhằm hỗ trợ giúp đỡ các em học giỏi môn toán từ lớp 6 đến lớp 12. Hôm nay thầy tiếp tục dạy bài số 2 tích vô hướng của hai vectơ. Luyện tập ứng dụng của tích vô hướng gồm công thức tính diện tích tam giác và dùng máy tính Casio FX580VNX để tính diện tích của tam giác. Bây giờ chúng ta vào sửa bài tập. Bài số 8, cho tam giác ABC biệt vectơ AB có tọa độ X1, Y1, vectơ AC tọa độ X2, Y2. Chứng minh diện tích S tam giác ABC được tính bởi công thức. Để nhớ công thức này, thì các em hiểu cách nhớ cái biểu thức thầy viết ở sau này để các em nhớ như sau. Hai cái số phía trong thẳng đứng của bốn cái số x1, x2, y1, y2. Đây gọi là định thức cấp 2. Và cách tính định thức cấp 2 này thì chúng ta lấy x1 nhân y2 trừ x2 nhân y1. Tức là tích của cái đường chéo đi xuống trừ cho tích của đường chéo đi lên. Còn dấu ở phía ngoài này là dấu trừ tuyệt đối. Trước này các em nhân về 1/2. Như vậy các em nhớ công thức này là các em nhớ cái định thức cấp 2 ở trong này. Sau đó lấy trừ tuyệt đối nhân về 1/2 thì các em sẽ nhớ công thức sau. Bởi vì các em rất dễ nhầm lẫn công thức này về tích vô hướng. Bây giờ thầy sẽ chứng minh các em công thức này như sau. Sau khi thầy chứng minh xong thì chúng ta có quyền vận dụng công thức này để chúng ta vào giải bài tập. Trước hết thầy vẽ hình. Thầy vẽ tam giác ABC và đường cao BH vẽ từ đỉnh B. Thì khi đó diện tích tam giác ABC là bằng 1/2 cạnh đáy AC nhân với chiều cao BH. Bằng tiếp 1/2 AC thì viết lại. Áp dụng tỷ số lượng giác trong tam giác vuông thì đường cao BH này sẽ bằng cạnh huyền AB mà nhân với sin của góc đối, tức là sin của góc A. Thì khi đó ta được bằng 1/2. BH được thay bởi AB nhân với sin góc A. Tiếp tục biến đổi. Bằng tiếp 1/2 AC nhân với AB, sin A sẽ bằng căn bậc 2 của 1 trừ cos bình phương góc A. Theo các tính chất của tỷ số lượng giác chúng ta đã học. Cos góc A chúng ta tính được thông qua tích vô hướng của hai vectơ AB và AC. Tiếp tục biến đổi. Bằng 1/2 AC nhân với AB nhân với căn bậc 2 cos góc A sẽ bằng x1 nhân x2 cộng y1 nhân y2 trên căn bậc 2 của x1 bình cộng y1 bình nhân tiếp căn bậc 2 của x2 bình cộng y2 bình, tất cả bình phương. Thực hiện phép biến đổi này, tiếp tục bằng 1/2 AC nhân AB nhân với căn bậc 2 của cái biểu thức. Bây giờ chúng ta bình phương ở trong dấu căn, sau đó chúng ta quy đồng và giữ nguyên mẫu thì chúng ta được ở tử của phép bình phương này là x1 x2 cộng y1 y2 tất cả bình phương ở mẫu khi bình phương là mất căn. Sau đó chúng ta quy đồng với 1 thì chúng ta sẽ được mở ngoặc x1 bình phương cộng y1 bình phương đóng ngoặc nhân với x2 bình phương cộng y2 bình phương trừ cho x1 x2 cộng y1 y2 tất cả bình phương trên mẫu chúng ta viết lại. Bây giờ các em để ý ở tử trong biểu thức dưới dấu căn. x1 bình nhân x2 bình thì ta được x1 nhân x2 tất cả bình phương. Thế thì trừ cho biểu thức ở phía sau bình phương cũng có x1 x2 tất cả bình phương, vậy nó triệt tiêu. Tiếp tục các em nhân y1 bình nhân với y2 bình thì bằng y1 nhân y2 tất cả bình phương. Trừ cho biểu thức phía sau này bình phương lên thì chúng ta cũng có trừ y1 nhân y2 tất cả bình phương. Vậy thì biểu thức tích ở trước này chỉ còn nhân chéo thôi. Đó là x1 bình nhân y2 bình cộng với y1 bình nhân y2 bình. Như vậy thì biểu thức ở phía trước này chỉ còn là x1 nhân y2 tất cả bình phương.
cộng với x2 nhân y1 tất cả bình phương. Biểu thức phía sau, sau khi bình phương thì trừ cho 2 lần x1, x2 nhân với y1, y2. Thế thì kết hợp với biểu thức thầy vừa nói thì nó xuất hiện một thằng đẳng thức. Đó là x1, y2 trừ x2, y1 tất cả bình phương. Vậy chúng ta biến đổi tiếp. Bằng 1/2 AC nhân AB nhân căn bậc 2 ở tử là x1, y2 trừ x2, y1 tất cả bình phương. Trên mẫu chúng ta viết lại. Bằng tiếp 1/2 AC nhân AB ở tử, chúng ta lấy trị tuyệt đối. Còn ở mẫu là căn bậc 2 của x1 bình cộng với y1 bình. Căn bậc 2 của x1 bình cộng y1 bình chính là AB, cho nên AB chia AB bằng 1. Căn bậc 2 của x2 bình cộng với y2 bình chính là AC, vậy AC chia AC bằng 1. Vậy bằng 1/2 nhân với trị tuyệt đối của x1 y2 trừ x2 y1, chúng ta kết thúc chứng minh. Đây là một công thức các em cần phải lưu ý. Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng công thức này vào giải một bài tập sau đây. Bài số 9, cho tam giác ABC có điểm A tọa độ 2,3, điểm B tọa độ -4,1. Đỉnh C luôn có tung độ không đổi bằng 2. Các em lưu ý là đỉnh C có tung độ bằng 2. Hoành độ thích hợp của đỉnh C để tam giác ABC có diện tích 17 đơn vị diện tích là, tức là đi tìm hoành độ của điểm C. Chúng ta có 4 đáp án hoành độ điểm C. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các em giải bài này bằng phương pháp tự luận như sau. Trước hết các em tìm điểm C, các em phải gọi điểm C tọa độ x2 vì hoành độ bằng x và tung độ bằng 2. Ta có vectơ AB sẽ bằng hoành độ trừ 4 trừ cho 2 là trừ 6, tung độ 1 trừ cho trừ 3 là cộng 3 bằng 4. Tọa độ của vectơ AC x trừ cho 2 là hoành độ, tung độ là 2 trừ cho trừ 3 là cộng 13, tức là bằng 5. Thầy viết như thế này để chúng ta lấy tích đường chéo xuống trừ tích đường chéo lên trong công thức. Với áp dụng công thức thì chúng ta sẽ tính diện tích S bằng 1/2 trị tuyệt đối của trừ 6 nhân 5 trừ cho 4 nhân với x trừ 2. Tương đương với diện tích này bằng 17. Do đó ta viết lại 1/2 nhân trị tuyệt đối của trừ 6 nhân 5 trừ cho 4 nhân với x trừ 2 bằng 17. Chúng ta quy đồng số 2 sang về phải là bằng 34 và dưới dấu trị tuyệt đối là 30 cộng với 4 thừa số cho x trừ 2. Bởi vì sao như vậy? Bởi vì hai số đằng trước này nằm dưới dấu trị tuyệt đối mang giá trị âm, cho nên chúng ta đổi lại giá trị tuyệt đối của các số dương. Bây giờ chúng ta giải cái phương trình chứa dấu trị tuyệt đối thì các em nhớ có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là 30 cộng với 4 thừa số cho x trừ 2 bằng 34, tức là biểu thức dưới dấu trị tuyệt đối này bằng 34, hoặc là cái biểu thức dưới dấu trị tuyệt đối này bằng -34. Vậy chúng ta biến đổi tiếp tương đương với hoặc biểu thức dưới dấu trị tuyệt đối, làm gòn ra chúng ta được 22 cộng với 4x sẽ bằng 34, và biểu thức dưới dấu trị tuyệt đối 22 cộng với 4x bằng trừ 34. Chúng ta giải ra được hai giá trị, đó là x bằng 3 hoặc x bằng -14. Thế thì nhìn vào 4 đáp án thì chúng ta sẽ chọn đáp án đó chính là đáp án C. Chúng ta kết thúc. Thế bây giờ thầy hướng dẫn các em giải bài này bằng máy tính thì giải như thế nào? Giải trên máy tính có nhanh không? Đó là một điều mà các em cần phải đặt câu hỏi. Nếu không nhanh thì chúng ta giải bằng tự luận có khi là tốt hơn giải máy tính. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho các em giải trên máy tính như sau. Đầu tiên các em vẫn gọi C tọa độ x2. Các em vẫn tính tọa độ vectơ AB và tọa độ vectơ AC như vậy. Sau đó các em vào menu 1 và các em nhập thì công thức 1/2 trị tuyệt đối của trừ 6 nhân 5 trừ cho 4 nhân với x trừ 2. Sau đó các em muốn thử đáp án A thì các em nhấn can. Người ta hỏi x bằng bao nhiêu thì các em trả lời là x bằng 5.
thay bằng 5 rồi, các em nhấn bằng mà ra 17 thì đáp án, mà khác 17 thì đáp án đó bị loại. Bây giờ chúng ta thực hành trên máy tính. Máy tính đang còn ở chế độ menu 8, chúng ta chuyển về menu 1. Các em nhập 1/2. Nhân với trị tuyệt đối. Trị tuyệt đối ở trên máy tính là ký hiệu ABS. Các em nhập shift dấu ngoặc đơn là ABS. Bây giờ các em nhập -6 × 5 là các em viết là -30. Trừ cho 4, thừa số x·2 các em viết như vậy. Mở ngoặc x trừ cho 2. Em đóng ngoặc. Như vậy các em nhập xong. Nhập xong để thử đáp án A thì các em phải nhấn can. X bằng bao nhiêu? Chúng ta nhập x bằng 5 hoặc x bằng -12 đều được cả. Chúng ta nhập x bằng 5. Bây giờ chúng ta nhấn bằng. Diện tích S sẽ xuất hiện một lần ở trên góc của máy tính. Bằng 21. Như vậy đáp án A bị loại. Chúng ta trở về. Chúng ta thay x bằng -5 ở đáp án B. X bằng bao nhiêu? X bằng -5. Nhân bằng. Bằng tiếp. Bằng 1. Đáp án về bị loại. Chuyển qua đáp án C, chúng ta quay trở lại. Nhân can. X bằng bao nhiêu? X bằng 3. Ở đáp án C. Nhân bằng. Bằng 17. Diện tích đúng bằng 17. Như vậy, C là đáp án cần tìm. Như vậy thì qua bài hôm nay, các em cần phải nhớ công thức tính diện tích của tam giác khi biết tọa độ ba đỉnh. Vì khi biết tọa độ ba đỉnh, chúng ta sẽ tìm được hai vectơ, thì những vectơ này các em lưu ý phải trùng góc, như ở trên bài toán là trùng góc A. Như vậy bài học hôm nay đã kết thúc. Các em nhớ đăng ký và bấm chuông để nhận được các video mới nhất của thầy. YouTube Lê Minh Đức GP hoặc website gplêminhduc.com. Thầy cảm ơn các em đã theo dõi bài học này. Hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chào tạm biệt các em.